Hi, hello, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của Seller Sunset. Ngày hôm nay thì Lâm đang có mặt tại tầng hầm B2 của sảnh S1005. Là đây là một tòa thuộc phân khu The Origami của đại đô thị Vinhome Grand Park, quận 9. Thì hôm nay Lâm sẽ dẫn mọi người đi tham quan một cái căn hộ rất là đặc biệt nha. Căn này là căn 2 phòng ngủ cộng 1 mà có sân vườn. Diện tích của nó rơi vào khoảng chừng diện tích căn hộ là 69 m², sân vườn nó rơi vào khoảng 25 m². Vậy thì mọi người tưởng tượng rằng là trong khoảng 22 bao nhiêu tòa ta? Origami là tổng cộng 21 tòa thì chỉ có duy nhất là 48 căn. 48 căn thôi mọi người nha. Thì đây là một trong số những cái căn đó, và hiện tại anh chủ nhà muốn bán lại căn này, cho nên là xin mời mọi người cùng theo Long để theo dõi căn này nha. Thì như mọi người thấy là ở đây là tại cái cửa dưới nè. Thì wow, sát sát lại đây tí xíu để thấy nè. Thấy không mọi người, thấy không? Là Origami là có cái nhận diện khuôn mặt này luôn nha mọi người. Thì ví dụ như là tại vì mình chưa đăng ký á, chứ còn nếu như đăng ký rồi thì nó sẽ tự động nó biết mình ở tầng nào, nó mở cửa luôn. Còn cái này thì mình sẽ dùng thẻ để vào bên trong căn. Rồi ok, vô ha. Rồi xong rồi thì tụi mình sẽ ở đây là cái sảnh thang ở dưới tầng B2. Thì cái tòa S10, riêng cái tòa S1005 này thì nó sẽ có 3 thang máy, tại vì cái độ cao tầng của nó là tối đa là 20 tầng thôi. Thì xin mời vào bên trong thang máy. Rồi. Sorry. Này. Mọi người thấy không? Tiếp tục là sẽ có cái nhận diện khuôn mặt ở đây nữa để Lâm thử nhận diện coi nó có thành công không. Thành công không? Là mình phải đăng ký mà thành công. Ô, nhận mình lấy thẻ thì lên tầng 20 nha. Đó, cho nên là mọi người thấy là nếu như mà vô cái này nó rất là thông minh luôn á. Hôm bữa mình đi xuống nhận nhà thì mình có thử với lại anh chủ nhà rồi, thì nó rất là nhanh luôn, nhận diện rất là nhanh, nó sẽ tự bấm cho mình lên tầng 20 luôn. Cũng rất là cool, bàn giao của Origami nha mọi người nha. Tới tầng 20 rồi. Xin mời. Căn của mình là mã căn nó sẽ là căn 2012. Nó sẽ là nằm ở vị trí góc ở đây. Rồi như vậy thì ở bên ngoài vô thì mọi người thấy là cũng sẽ có một cái chuông. Cái chuông ở bên ngoài này gọi vào thì nó có camera nè, mọi người thấy không? Nên là ở bên trong nhà cũng sẽ, nếu như mà thấy mình thì sẽ unlock ở bên trong. Còn cửa hiện tại thì do tại vì cái căn này chưa có setup thẻ từ vô nhà, cho nên là mình vẫn sẽ sử dụng cái chìa khóa để vô nhà nha. Rồi nãy mình mở, hồi nãy mở sẵn chưa ta? Ok. Rồi, xin mời vào. 2012, 2 phòng ngủ cộng 1. Wow. Từ, hình như là nó đang thông báo nè. Qua đây coi nó thông báo luôn nè. Ở đây mọi người thấy không? Hôm bữa giờ chưa gỡ cái video call này ra luôn. Rồi, ok. Qua mất tiêu rồi hả? Nhưng mà hồi nãy mọi người thấy đúng không? Tức là cũng sẽ có cái hệ thống video call này ở tại bàn giao của Origami luôn. Rồi, như vậy thì bên trong căn nhà của tụi mình đây. Căn này là diện tích 2 phòng ngủ cộng 1. Diện tích ở bên trong nhà mọi người ha, nó sẽ là 69 m², 69 phải mấy á. Thì tại khu vực này thì chúng ta nhìn thấy rằng là sẽ có một cái đường ống ở đây. Thì hiện tại đang được thiết kế khu vực bếp ở chỗ này. Origami thì không có bàn giao bếp mọi người nha, nên là bàn giao trống giống như vậy luôn. Sàn thì lát gạch với lại tường sơn, trần thạch cao có sẵn. Rồi bên trong này nó sẽ là cái hệ thống điện tổng. Rồi đây, mọi người nhìn thấy bên phải không? Đây là cái điểm đặc biệt của cái căn nhà này. Ok, mình vào cái điểm đặc biệt này trước đi ha. Đó chính là khoảng sân vườn rộng 25 m². Xin mời. Kêu dữ con. Rồi, xin mời ra. Đây, mọi người thấy không? Rất là rộng rãi ha. Thì cái này lúc mà vô nhà mọi người có cảm giác cái này giống nhà phố không? Mình thì tại vì mình đã vô lần đầu tiên rồi, nhưng mà hồi nãy lúc mà cameraman bước vào thì cameraman bảo là giống y chang nhà phố, nên là ok, nó cũng sẽ tạo được cái cảm giác giống nhà phố. Tại vì mình có cái khoảng ở bên ngoài này nè, thì nó giống như là một cái sân vườn để xe hơi của nhà mình á. Nhưng mà cái này ở trên tầng cao thì hoàn toàn là cái khu vực này mình có thể tận dụng làm bất cứ những cái gì mọi người muốn. Ví dụ như mọi người có thể làm một cái khu vực barbecue chỗ này, hoặc là trồng cây, hay là làm gì nữa ta, hoặc là làm những cái gì đó điên dại hơn. Ví dụ như là ở chỗ này sẽ có một cái phòng tắm ở ngoài trời chẳng hạn.
Nên là chúng ta sẽ thoải mái để có thể set up cái khu vực này tùy theo cái công năng của mà mọi người muốn ha. Ở đây thì mình cũng sẽ có sẵn cái một cái vòi nước nhỏ với lại cái cống thoát nước ở đằng này mọi người nhé. Rồi. Đây, một cái khoảng tranh nho nhỏ để chúng ta có thể nhìn view ra bên ngoài. À, đẹp ha. Cái view căn này nó rất là thoáng tại vì cái vị trí của S1005 á, nó cái trục ở bên này nè thì sẽ không có bị chắn bởi những tòa, không có bị chắn bởi tòa khác. Nên là rất là đẹp. Rồi bây giờ xin mời mọi người đi vào bên trong. Thì cái cửa này á thì có thể là nó hơi nhỏ một tí xíu nha, hơi nhỏ một tí xíu. Nhưng mà ở trên mặt bằng tầng là mình đã có nghiên cứu rồi. Thì mọi người nhìn thấy cái chỗ này nó có vôi ra không? Thì cái tường này là cái tường chịu lực. À, cái tường, cái khoảng này là cái khoảng không chịu lực nè. Cho nên là hoàn toàn là khi mà mình nhận nhà, mình có thể nới rộng cái cửa này ra để tạo thành một cái cửa kính nó bự hơn. Như vậy rõ ràng là cái không gian bên ngoài này á, nhìn sẽ rộng hơn rất là nhiều. Và nó có cái tính kết nối sâu hơn với ở bên trong căn nhà của mình. Rồi bây giờ xin mời lại vào lại bên trong nhà ha. Đây bên ở Origami thì sẽ có bàn giao máy lạnh luôn nè, máy lạnh LG Invector. Ở bên ngoài khu vực này đó chính là một cái ban công nhỏ ha. Rồi đây, khu vực này nó sẽ là khu vực phòng khách với lại phòng sinh hoạt chung. Okay. Thì hiện tại mình đang có để một cái giường nhỏ nhỏ ở đây để lỡ như có xuống mà mệt quá thì nằm nghỉ tí xíu. Cái cửa sổ thì cái nó chỉ mở được một cái cánh nhỏ chỗ này thôi ha. Mở được một cái khoảng nhỏ để gió có thể lùa vào. Như vậy thì Long nghĩ rằng đối với cái căn này á thì bản thân của Long ở nhà thì Long sẽ thấy rằng là mình sẽ không có đặt cái sofa ở chỗ này đâu. Mà Long nghĩ là Long sẽ đặt cái sofa ở tại vị trí chỗ này nè mọi người. Đặt sofa tại vị trí chỗ này. Rồi cái chỗ này nó sẽ là cái tivi. Còn khu vực bên này nó sẽ là một cái bàn ăn rộng. Kết hợp với lại một cái, ví dụ là một cái bàn để mà mình có thể làm việc luôn chẳng hạn. Một cái bàn chỗ này dành cho 6 người để nó kết nối trực tiếp với lại cái khu vực bếp ở ngoài kia. Đó là cái idea của Long. Còn không biết mọi người thích như thế nào thì mọi người comment ở bên dưới để cho Long biết nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bên trong của toilet. Đây là sẽ là căn này là căn 2 phòng ngủ 2 toilet, nên là chúng ta sẽ có một cái toilet chung nằm ở bên trong khu vực này. Xin mời vào. Đây hiện tại là ảnh vẫn đang còn để những cái đồ cần thiết ha, ví dụ như là nước rửa tay rồi các kiểu ở tại dưới này luôn. Đây là bàn giao góc của chủ tư nha mọi người, tức là sẽ có khu vực gương, rồi nó sẽ có một cái gọi là cái bồn rửa chỗ này, nhưng mà không có cái tủ bên dưới. Nếu mọi người làm tủ thì hoàn toàn có thể làm bên dưới ha. Thiết bị toilet của Toto, vòi hoa sen, nhưng mà ở bên đây thì bàn giao lại không có cái phần mà cái vách ngăn kính tắm á, cho nên là chúng ta phải thi công thêm cái phần vách ngăn kính tắm ở đó. Còn nếu như mà cái toilet chung này mà mọi người không tắm ở đó thì chúng ta hoàn toàn có thể để trống vậy để cho cái nhà vệ sinh của mình nó rộng. Rồi đi ra khu vực này, bên trái chúng ta sẽ là một phòng ngủ nhỏ, bên phải sẽ là phòng ngủ master, còn ngay sau của Long đó chính là cái khu vực lô gia. Thì chúng ta sẽ có rất là không gian khá là rộng rãi để có thể để một cái máy giặt, một cái máy sấy ở đây luôn, rồi phơi đồ ở ngoài đây luôn cũng được. Nhưng mà Long nghĩ là cái chỗ này thì mình sẽ xài luôn máy giặt máy sấy đi cho nó tiện. Rồi vào cái phòng ngủ nhỏ này trước đi ha. Xin mời. Phòng ngủ của chúng ta thì chắc chắn rồi sẽ có sàn thì lát gỗ công nghiệp, không có bàn giao tủ quần áo, nhưng mà cũng có một cái máy lạnh Smart Invector sẵn luôn ha. Cái kiểu cái cửa sổ Origami á mọi người, thì nó sẽ hơi thấp ở đây xuống dưới, cho nên là Long không biết nữa, nhưng mà nó tạo cho mình cái cảm giác là, ví dụ như đối với Long á thì Long sẽ thích cái này hơn, tại vì mình nằm ở trên giường á, mình thấy được cái view ra toàn bộ nhìn bên ngoài, nhìn nó thích. Còn một số những cái biện pháp an toàn, nếu như mà mọi người có con nít thì chúng ta không cần phải lo lắm, tại vì cái cửa mà có thể mở nó ở trên này rồi, chứ nó không có nằm ở dưới ha, cho nên là vẫn đảm bảo cái độ cao an toàn. Cái khu chỗ này là nó lên tới khoảng 1m6 á. Rồi chúng ta sẽ qua phòng ngủ master, tại vì căn này là căn gốc, cho nên là mọi người nhìn thấy rằng là phòng ngủ master cũng sẽ có được cái tầm view nhìn ra bên ngoài ha. Đây view chúng ta nhìn qua bên góc bên này sẽ thấy bên kia đó chính là tòa S9, mấy cái dãy tòa của S9, và nhỏ nhỏ là có thể thấy được cái landmark mọi người nha. Tại vì hôm nay trời hơi mù á, chứ còn chúng ta có thể thấy được landmark một góc nhỏ nhỏ. Rồi phòng ngủ master thì sẽ có toilet nằm trong vị trí này. Rồi một cái toilet, wow, toilet khá là rộng á.
khá là rộng rồi nha. Chúng ta đi vào bên trong này, vào bên trong này chúng ta sẽ nhìn thấy cái toilet rất là rộng và gần như là cái màu này cũng Long thấy rất là ưng ý nha, rất là ưng ý ở cái màu. Ví dụ như cái màu tường như đây nó là màu kem kem, còn ở dưới đây nó là cái màu xám á, nên là nhìn cái cảm giác cái toilet của mình nó sạch sẽ với lại nhìn nó xịn á. Mọi người nhìn thấy xịn không? Chứ Long thấy cũng khá là thích cái việc bàn giao origami vậy á, khá là chất lượng ha. Ok, rồi tụi mình ra lại phòng khách. À, tụi mình kết video ở đâu ta? Mày muốn kết video ở đâu? Kết video ở sân vườn đi ha. Như vậy thì vừa rồi Lâm đã dẫn mọi người đi tham quan căn hộ sân vườn ở tại phân khu The Origami tòa S10-05 thuộc đại đô thị Vinhome Grand Park quận 9. Thì căn này Lâm xin nhắc lại cái thông số ha, diện tích căn nhà 2 phòng ngủ cộng 1 là 69m², phần diện tích sân vườn bên ngoài là 25m². Vậy thì căn này cái mức giá hiện tại đang được bán khoảng 5,5 tỷ mọi người nha. Nên là nếu như mọi người quan tâm về căn này thì nhớ gọi điện với tụi mình theo số hotline bên dưới để tụi mình dẫn đi xem nhà. Cái tầm view, mình muốn kết thúc cái video ở cái tầm view nhìn ra bên ngoài. Thì Long cũng nhấn mạnh lại một lần nữa là trong toàn bộ cái phân khu Origami nó chỉ có 48 căn thôi. Và đặc biệt á, căn này nó là căn gốc, căn gốc mọi người nha. Và cái hướng view của chúng ta nó không có bị chắn bởi những cái tòa bên cạnh. Có một số lượng căn sân vườn thì có sẽ có cái view nó không thoáng được như căn này, cho nên đây là một trong những cái trục căn rất là đẹp mà gọi là mình với lại anh khách cũng đã rất kỹ trong cái việc chọn lựa. Cho nên đây cũng là một trong những cái phương án rất là hợp lý nếu như mọi người muốn chọn mua một cái loại căn mà nó đặc biệt ở Vinhome Grand Park quận 9. Cảm ơn mọi người đã xem đến những video đến những giây phút cuối cùng của video. Nhớ subscribe kênh của tụi mình để có thể xem thêm nhiều video hay về các căn hộ ở Sài Gòn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.